Alo. 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 Này chú Bơm. Chất cả mình. Ôi giời ơi. Hôm nay này, hôm nay tôi trông chú có vẻ rất là vui, giống như kiểu trẻ con được mua bộ quần áo mới. À. Không, áo xấu gì đâu. Sao? Em đang nhờ thằng cháu, nó đi mua hộ cho hai cái điện thoại. Hai cái điện thoại à? Dạ vâng. Ừ, tốt đấy. Này, dùng điện thoại bây giờ rất là hợp lý. Đấy, giống như cái biển hiệu này của chú này. Chú nên gắn cái số điện thoại của mình vào. Sau đó, mỗi người người ta thùng xăm thùng xe ở đâu, người ta biết số điện thoại, người ta gọi chú. Chú đến vá di động nhá. Chứ không như tôi mà lại gọi đến photo thì không thể di chuyển được. Tiện quá làm gì. Không, khổ lắm. Em mua điện thoại không phải mục đích như thế. Sao? Em làm việc ở đây cũng đã bở hơi tai rồi, lại còn hơi đâu mà lại còn đi vá dòng nữa. Mà này, chú mua tận 2 cái sao lại mua nhiều thế? Nó là thế này, thằng cu nhà em nó bắt đầu lên cấp 3 rồi. À. Mà cái tuổi đấy mà không quản lý chặt là chết. Cho nên em mua 2 cái cho cháu nó 1 cái, còn em 1 cái để tiện quản lý nó, bác ạ. Bác đúng. Thấy có hợp lý không? Rất đúng. Cái này thì tôi hoàn toàn ủng hộ chú. Đấy, cái tuổi của đám trẻ con mới lớn ấy, đấy, nó rất dễ hư hỏng, rất dễ bị tiêm nhiễm những cái thói hư tật xấu. Đúng rồi. Mình phải quản lý ngay. Mà quản lý bằng điện thoại cũng rất là tốt. Nhưng mà nói thật với bác là em chỉ đủ tiền mua cái dùng rồi cũ thôi. À, miễn sao chất lượng nó tốt là được rồi. Dạ vâng, đấy thế cho nên em mới phải nhờ thằng cháu. Chú Bơm ơi. Ôi trời ơi, quả được chưa? May quá. Đây à. Vâng vâng. Cháu mua được 2 cái quả này ấy, cực kỳ rẻ luôn. Giá thị trường đã nghe là 1,5 củ. Thế nào cháu mua chỉ có 2,5 cân luôn. Mua bán cái gì mà điện thoại chứ có phải rau củ quả đâu mà. Chú không hiểu. 2 quả tức là 2 cái điện thoại này. Đấy, còn củ rưỡi tức là 1,5 triệu đấy. Đấy mà cháu mua có 2,5 cân tức là 250 thôi. Ui giời ơi, mày mua được rẻ thế à? Vâng. Đấy mà cái giới trẻ bây giờ dùng từ nó rất là lôm đây, cô, đây. Không thể nào hiểu. Ui giời ơi, màn hình màu đi này. Đấy. Ui giời ơi, thế hay không? Đấy nhá chú nhá. Chú thích nạp bao nhiêu nhạc chuông, đấy, bao nhiêu hình vào đây cũng được. Bởi vì này nó hỗ trợ là thẻ nhớ 2GB. Đấy, âm thanh 5.1. Âm thanh 5.1. Vâng. Này. Điện thoại này mà âm thanh 5.1 á. Thế thì mà âm thanh hay thế này, chú xem mà nó có bài nhạc nào hay không? Đây, cháu mở nhạc chuông luôn cho chú nghe. Để thử bạn. Hay không? Rộn ràng. Như là tao là sẽ lấy cái nào. Cái này chỉ là bình thường thôi. Muốn sành điệu hàng hiệu ấy phải có nhạc chờ, nhạc chuông nó mới đẳng cấp, nó mới pro. Nhạc chờ là cái gì? Thì nhạc chờ có nghĩa là để thay thế những tiếng tút tút đờ điệu. Bạn sẽ sở hữu một bộ nhạc chờ, nhạc chuông do các ca sĩ nổi tiếng hot nhất hiện nay thể hiện. À, thế thì tôi hiểu rồi. Hôm trước gọi cho thằng cháu, nó để cho tôi nghe chọn bài Thiên Thai. Hay lắm. Thì rồi, Thiên Thai ấy, thì bây giờ nó quá bình thường rồi. Bác mấy chú phải nghe cái nhạc này nó mới là sành điệu này. Đây này, đây nghe thử này. Thế bao, thế đang gọi hiện đang say lắm. Đợi thế bao uống nước thế này để thế bao nghe máy được không? Thế nhá, nghe nhạc thì lè nhà lè nhè như thế này. Nghe như thằng say rượu. Nghe xong bọn tao không uống rượu cũng trở thành cái đám say rượu. Thôi tắt ngay, bác không thích cái này. Tắt. Không thích cái này à? Ừ. Thế bây giờ bác thích cái gì? Hay có cái gì thì cho nghe cái đấy. Thế nhá. Hay là thế này. Nghe cái nhạc này được không? Nếu thấy ngứa đầu sau không bỏ mũ ra mặt, gái sau lại gái tái vòng mũ lên kia giật mình quay sang trả lời. Nếu chị ngứa mông có cởi quần ra mặt gái không? Nhạc mới ấy, nhạc ra mặt gái không? Có cởi quần ra mặt gái không? Thế mà, cho nên nhạc mới cái gì? Điện thoại gì mà là gái mông gái nít gì ở đây? Nhạc gì mà lại cởi áo lên giường rồi gái mông gãy nước các thứ như thế này mà gọi là nhạc chờ sành điệu à? Sang ta. Thôi, cái ba người chú không thích gì? Cái gì nó đứng đắn nghiêm túc đi. Cái gì nó đàng hoàng ấy? Cái đàng hoàng gì? Đàng hoàng gì? Thế này, nếu muốn nghe đàng hoàng ấy thì đây cháu bấm ở đây cho. Để sở hữu một bộ nhạc chuông hot nhất trong ngày Valentine, hãy soạn tin NC gửi đến số máy ấy, bạn sẽ sở hữu một bộ nhạc chuông hot nhất. Đấy, cái này tính ứng dụng này. Cao này, đấy này, tính ứng dụng cao. Đấy, nếu lấy được là lấy cái này. Nhưng mà cái quan trọng là sau đấy bác phải giả bao nhiêu tiền bác biết không? Bao nhiêu? 30.000 một tin nhắn.
Giết người à? Cái gì? Bóp cổ người ta lấy tiền à? 30.000. Thì 30.000 thì bây giờ chả biết là có liên lạc được với cái người mình cần gọi hay không mà tự dưng mất bố 30.000 á. Này, ông có biết là một ngày tôi photo ở đây được bao nhiêu tiền không mà lấy của người ta 30.000? Thế thì bác với chú thích có tiền đi, thích kiếm tiền đi. Bây giờ nó phải cho bọn tôi xem cái gì đấy, nó phải ứng dụng vào thực tế. Nó phải là sức khỏe hay là cuộc sống đời thường hàng ngày này. Ôi, sức khỏe để sau chứ bây giờ kiếm tiền ạ. Kiếm tiền bác thích kiếm tiền đi. Kiếm tiền bác chú thích kiếm tiền đi. Đây, đây, đây nha. Nếu muốn kiếm tiền, để biết kết quả trận bóng đá hay nhất trong ngày, soạn tin BD để gửi đến số này, bạn sẽ có ngay kết quả. Này, thế này là cá độ bóng đá à? Có tiền. Cá độ không? Không, chứ không được ạ. Không được. Cái gì nó liên quan đến cuộc sống đời thường đi. Mà lại đoán thì đoán, biết trượt thì sao? Thì đời thường nhá. Ừ. Cho bác mấy chú là cách kiếm tiền nhẹ nhàng nhất, mà đời thường nhất đấy. Này. Để soi con lô đẹp trong ngày. Vâng. Lô đẹp ấy. Lô đề. Lô đề à? Vâng. Thôi đi nhá. Này. Không tổ chức cờ bạc dưới mọi hình thức nhá. Không được. Thế thì quá là ông tiếp tay cho cái đám đánh lô đánh đề à? Ui, cái gì bác của chú cũng chả thích. Thế bây giờ đấy, trong cuộc sống đi. Bây giờ thế này. Đời thường đi. Cái gì nó thiết thực hơn, tức là cho nói về sức khỏe. Sức khỏe. Ừ, đấy này, bác này bác nói. Vâng. Cái sức khỏe gì? Đây này, sức khỏe xin trả này. Làm thế nào để lên đỉnh? Đỉnh điểm ấy. Phòng thế. Mày bị dở hơi à? Tao hỏi sức khỏe là sức khỏe khác chứ không phải đấy. Chứ còn như bác phô đây thì bác lên đỉnh hay là lưng chừng thì có quan trọng chó thì. Chú này, cái đấy không phải chủ đề mình cần. Đúng rồi. Cái lấy cái khác đi. À, có cái dịch vụ này mà bác với chú cực kỳ thích luôn này này. Cái gì? Ê, làm thế nào để quản lý tiền khi đi chợ? Mày dở hơi à? Đây là việc của các bà chứ không phải việc của bọn tao đâu. Nội trợ là việc của các bà. Bác mình chú lạc hậu lắm. Có nghĩa là làm thế nào để tránh cái tình trạng chưa đến chợ đã hết tiền. Này, cái đấy thì tao không cần phải học. Chú mày là đây này, thường xuyên là không mang đồng nào mà vẫn khuân cả chợ mày đấy này. Cái đấy thì chúng tôi qua cái tuổi nó không thiết thực rồi. Nhá, bây giờ đi chợ hay không đi chợ nó cũng không quan trọng lắm đâu. Thôi, có cái gì hay hơn thì cho xem đi. Buồn cười quá, chú với bác chả có cái dịch vụ nào đáp ứng được chú với bác cả. Còn cái gì hay hơn không? Đấy. Có cái dịch vụ xem phim trên điện thoại. Xem được cả vô tuyến trên điện thoại. Ôi, cái này hay. Cái lúc mà buồn có khi là anh em mình xem ở ngoài, tôi pha ấm nước và mình đứng kê bàn xem chứ còn sao nữa. Đâu xem nào. Đây. Đây nhá. Phim gì? Tên tự khoái cảm trong chuồng cọp. Cái này đơn giản. Cái này mới có tính đối kháng này, chọi thế này, đánh vật lắm. Hai tên yêu trong chuồng trí. Ui, đào nhảy rồi, 90% rồi. 95%, đấy. 100%, đấy, chúng xem đây. Ủa. Như thật đấy nhỉ? Vâng, quay thật mà, có nội dung đấy. Có nội phụ đề luôn. Này này, cái này nó phải quay 4 máy đấy. Vâng. Ui, có cả đặc tả đấy này. Ô, phù ơi. Đâu. Có nước đây. Đây. Phim. Đây mà mày bảo phim à? Phim. À, đây mà phim à? Có nội dung mà bác. Mày cho chúng ta xem cái phim như này hả? Mày. Ôi trời ơi, xong cái điện thoại thôi. Sao bác lại làm thế? Điện thoại này em bỏ tiền em mua mà sao bác lại đập của em? Hết bao nhiêu tiền? Tôi đền. Tôi mua lại cho chú cái mới. Khổ quá thế nhưng tại sao bác lại đập nó đi? Tôi không thể để cho chú tiêm nhiễm cái văn hóa phẩm đồi trụy như thế này vào đầu được. Khổ quá, đây là nhà dịch vụ người ta cung cấp. Chứ có phải là tại do cái lỗi cái máy điện thoại đâu mà bác đập? Nhà cái thằng ấy đó ở đâu? Chú dẫn tôi đến. Nhà nó ở đâu? Nhà cái thằng cung cấp ấy nó ở đâu? Chú dẫn tôi đến nhà đó. Nhà nó đây này. Bác đập nhà nó đi thì còn đâu. Mà khổ quá. Người ta cung cấp thì cứ cung cấp. Còn mình dùng hay không là một chuyện khác chứ để bác thì. Chú buồn cười nhỉ. Chú có bản lĩnh thì không sao. Nhưng mà nếu cung cấp những cái loại dịch vụ đồ trị như thế này trên điện thoại, tôi nói cho chú biết, con chú rồi cả một cái thế hệ trẻ nó thâm nhập vào, nó sử dụng, nó làm ảnh hưởng đến cả một thế hệ, nó tiêm nhiễm những cái thứ văn hóa phẩm đồ trị như thế này rồi hỏng hết chúng nó, chú hiểu không? Tôi nói thế tại sao các cơ quan quản lý người ta để đâu hết rồi mà lại để cho cái thứ rác rưởi tồn tại như thế này trên điện thoại hả? À, mà thôi nhá, chú thôi ngay, từ nhà ra đến cái vỉa hè này có xa xôi gì đâu mà chú cần phải dùng điện thoại di động.
thôi. Thế sao bác bảo là có điện thoại di động thì đông khách hơn? Đây, người ta không dùng điện thoại di động người ta vẫn sống được kìa. Đấy, cái thằng Minh Đen ấy, nó không dùng điện thoại di động đâu, có dùng ngày nào đâu, thế mà vẫn đạo diễn quay phim rồi tất cả mọi người gọi nó là mầm đấy, không có cũng không chết. Cái thằng đấy nó lập dị không nói em gì. Từ bây giờ lần đầu tiên em thấy bác nóng tính như thế đấy. Nóng tính à? Thôi đi nhá, dùng điện thoại di động mà có những cái dịch vụ đồ trị như thế này không quản lý được nhá. Tốt nhất chú dùng điện thoại bàn cho tôi.